Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt 10 tỷ đô la xuất khẩu tôm một năm đến trước năm 2025, tăng hơn gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu tôm hiện tại là 3 tỷ đô la. Theo thông tin từ hội nghị phát triển ngành tôm với sự tham dự của đại diện chính phủ cùng lãnh đạo gần 30 tỉnh và hơn 50 doanh nghiệp nuôi tôm được tổ chức tại Cà Mau hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua. Việt Nam có dự định tập trung nguồn lực vào nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long vốn là vựa lúa truyền thống nhưng đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu thời gian vừa qua. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nói tại hội nghị rằng biến đổi khí hậu đang đe dọa ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam và khiến Việt Nam phải thay đổi lại việc sản xuất hiệu quả và bền vững. Theo ông, tôm hiện đã chứng minh được là sản phẩm nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Xuất khẩu tôm của Việt Nam thời gian qua đã vượt qua xuất khẩu gạo và là sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu nhiều thứ hai sau cà phê vào năm ngoái.